Chuyện bây giờ mới kể về nghệ danh ca nhạc sĩ Mạnh Quỳnh trước năm 1975 và ca sĩ Mạnh Quỳnh nổi tiếng khoảng năm 1990. Điều lạ và đặc biệt đến bây giờ nhiều khán giả vẫn lầm tưởng về ca nhạc sĩ Mạnh Quỳnh trước năm 1975 thường song ca với ca sĩ Giáng Thu và ca sĩ Mạnh Quỳnh sinh hoạt văn nghệ khoảng năm 1990 thường song ca với ca sĩ Phi Nhung. Vậy hôm nay chúng ta hãy tìm hiểu vì sao là có sự trùng hợp một cách ngẫu nhiên như vậy. Mặc dù ở hai thế hệ khác nhau, nhưng cả hai ca nhạc sĩ đều rất nổi tiếng về tài viết nhạc và cả đến giọng hát đều rất tuyệt vời. Nói về những nghệ danh của các ca sĩ trước năm 1975, nếu như trùng tên, thường người nổi tiếng sau sẽ lấy một nghệ danh khác. Điển hình như ca sĩ Trang Mỹ Dung trong một lần trả lời, ca sĩ Trang Mỹ Dung đã nói về người thầy của mình, nhạc sĩ Anh Bằng như sau. Theo đó, do trùng tên Mỹ Dung với người yêu của nhạc sĩ Anh Bằng nên nữ ca sĩ được yêu cầu đổi nghệ danh. Do trùng tên với người yêu của thầy nên tôi phải thêm chữ Trang phía trước để không bị nhầm lẫn. Từ đó cái tên Trang Mỹ Dung gắn liền với tôi đến tận bây giờ. Trang Mỹ Dung chia sẻ. Ca sĩ Phương Hoài Tâm, tên thật của cô là Phương Tâm, nhưng sau này vào trong lớp Viện Nhi do thầy Nguyễn Đức đào tạo, ông đã đặt nghệ danh lại từ Phương Tâm, ông đổi thành Phương Hoài Tâm để không trùng với các học trò trước của ông là Phương Hồng Quế, Phương Hồng Ngọc, Phương Hồng Hạnh. Nhạc sĩ Mạnh Quỳnh trước năm 1975 tên thật là Nguyễn Đình Mạnh, sinh năm 1951 tại Hà Nội. Trước năm 1975, Mạnh Quỳnh đi lính không quân tại sân bay Biên Hòa. Ca sĩ Anh Khoa cũng là học tại đơn vị này sau Mạnh Quỳnh một khóa, và trong thời gian này Mạnh Quỳnh tham gia học hát tại lớp nhạc của nhóm nhạc Lê Minh Bằng, Lê Dinh Minh Kỳ Anh Bằng tại đường Hai Bà Trưng, chợ Tân Định khoảng năm 1960. Sau đó tốt nghiệp khóa trưởng tràng năm 1967 và nghệ danh Mạnh Quỳnh là do chính cố nhạc sĩ Minh Kỳ đặt cho. Sau khi ghép tên thật là Mạnh vào thêm chữ Quỳnh, ông tham gia hát trên đài phát thanh quân đội, đài Tâm Lý Chiến cùng song ca với ca sĩ Giáng Thu. Một số bài hát đã thu âm hãng đĩa AC sóng nhạc thời đó như Hai Đứa Giận Nhau, tác giả Hoài Linh trong băng sóng nhạc 2, Tiết Lạnh, tác giả Lê Dinh, Phương Trà song ca với Mạnh Quỳnh Giáng Thu, Trái Cấm, tác giả Hoàng Trang Mạnh Quỳnh Giáng Thu song ca, Hỏi Anh Hỏi Em, tác giả Hoàng Liên Mạnh Quỳnh Giáng Thu song ca, Năm Cụm Núi Quê Hương, tác giả Minh Kỳ trong địa chủ đề số 4 Nguyễn Văn Đông Mạnh Quỳnh đơn ca, Yêu Người Không Yêu Ta, tác giả Nhật Nguyệt Hồ Mạnh Quỳnh đơn ca. Và một số sáng tác rất nổi tiếng của ca nhạc sĩ Mạnh Quỳnh là nhạc phẩm Một Lần Ghé Thăm, Tức Gõ Cửa, sáng tác năm 1968 và được nữ ca sĩ Thanh Tiền trình bày trong sóng nhạc 2. Tác phẩm thường bị lầm lẫn tác giả là Anh Bằng, do có thể khi hỏi ông là ai thì ông nói là học trò Lê Minh Bằng, nên người nghe nhầm tưởng là sáng tác của nghệ sĩ Anh Bằng. Ông còn một số ca khúc cũng nổi tiếng khác như Tình Nồng Quê Hương, Chớ Linh Giáng Thu, thu âm trước năm 75, Đưa Em Vào Vườn Địa Đàng, Di Khánh thu âm trước năm 75, Thời Gian Sắp 30 tháng 4. Từ năm 2014, Mạnh Quỳnh đã về sinh sống tại Việt Nam. Sau thời gian định cư tại Hoa Kỳ và hiếm khi tham gia văn nghệ nữa, thỉnh thoảng ông chỉ liên lạc với những ca sĩ nhạc sĩ cùng thời còn ở lại Việt Nam như Trang Mỹ Dung, nghệ sĩ Thanh Sơn đã mất, nghệ sĩ Hoài Linh đã mất năm 2000. Nói về nghệ danh Mạnh Quỳnh và các việc bị trùng tên với ca sĩ Mạnh Quỳnh trẻ sau này, Mạnh Quỳnh trước năm 75 cho biết việc tạo dựng được nên một tên tuổi được công chúng biết đến là rất gian nan. Cái tên Mạnh Quỳnh phần nào được công chúng hồi trước năm 75 biết đến. Tuy nhiên ca sĩ Mạnh Quỳnh trẻ đã sử dụng lại tên tuổi của ông đã làm cho nhiều người lầm lẫn là một sự việc đáng tiếc. Xuất phát của việc trùng nghệ danh Mạnh Quỳnh này, hồi vào đầu thập niên 90, ca sĩ Mạnh Quỳnh mới tên thật là Nguyễn Thanh Dũng, sang Mỹ định cư, yêu thích ca hát, được ký hợp đồng với trung tâm âm nhạc có tiếng thời bấy giờ là Người Đẹp Bình Dương. Khi chọn nghệ danh để phát hành nhạc ra công chúng vì yêu thích bài hát Gõ Cửa của nhạc sĩ Mạnh Quỳnh trước năm 75, mà Nguyễn Thanh Dũng đã chọn nghệ danh là Mạnh Quỳnh, để rồi từ đó được công chúng yêu mến với nghệ danh này. Thời điểm đó, ca sĩ, nhạc sĩ Mạnh Quỳnh trước năm 75 đã ngừng đi hát và đang làm công việc hành chính ở Casuarina, nên công chúng không biết đến tin tức của ông. Chính Nguyễn Thanh Dũng, tức Mạnh Quỳnh trẻ, cũng tưởng là Mạnh Quỳnh đã qua đời sau nhiều biến đổi của thời cuộc. Về ca nhạc sĩ Mạnh Quỳnh, nổi tiếng cùng thời với ca sĩ Phi Nhung vào khoảng năm 1990. Mạnh Quỳnh tên thật là Nguyễn Thanh Dũng, sinh năm 1972 tại Biên Hòa, Đồng Nai, kết tiếng hát chào đời ở Biên Hòa vào năm 1972, nơi người cha là lính Mỹ kết thân với cô gái Việt tại địa phương.
Nguyễn Thanh Dũng là đứa trẻ lai trong đô thị miền Nam, ở thời điểm có nhiều biến động. Năm 15 tuổi, Dũng lai được mẹ đưa lên quận 5 thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Tại đây ngồi học văn hóa, Dũng bắt đầu học cổ nhạc với nghệ sĩ Ngọc Ấn. Giữa năm 1992, Nguyễn Thanh Dũng cùng mẹ sang Mỹ định cư thay diện con lai, sống tại Chicago. Chàng trai lai Việt xin vào làm cho một hãng điện tử và tranh thủ buổi tối đi học Anh ngữ. Lay lắt ở thành phố đắt đỏ bậc nhất này của nước Mỹ được 2 năm, mẹ con Dũng dắt nhau về bang Minnesota. Dũng chuyển sang học công nghệ thông tin và nối tiếp niềm đam mê âm nhạc của mình bằng cách thuê một thầy đến nhà dạy đàn guitar, luyện thanh và sáng tác. Bước chân vào nghiệp cầm ca, vào cuối năm 1995, trong một lần hát giúp vui đám cưới, Dũng được bạn bè tán thưởng và khuyến khích, biện thu một số bài hát gửi cho Trung tâm Ca nhạc Người đẹp Bình Dương. Thật bất ngờ, ngay sau đó Dũng được mời ký hợp đồng và gõ cửa là bài thu âm đầu tiên được chàng ca sĩ mới bước chân vào nghề lấy tên nhạc sĩ sáng tác làm nghệ danh cho mình là Mạnh Quỳnh. CD Hai đứa dẫn nhau của Trung tâm Ca nhạc Người đẹp Bình Dương ra mắt vào dịp Tết năm 1996, hát chung với nữ ca sĩ Hương Lan đã đưa Mạnh Quỳnh bước chân chính thức vào con đường ca nhạc chuyên nghiệp. Sở hữu chất giọng mượt mà, tình cảm và chuyên trị dòng nhạc bolero thể hiện tình yêu đôi lứa, tình tự quê hương, Mạnh Quỳnh nhanh chóng có một chỗ đứng vững chắc trên các sân khấu ca nhạc hải ngoại. Từ năm 1997, chàng ca sĩ nhạc vàng này thường xuyên xuất hiện trong các chương trình của các trung tâm ca nhạc. Đặc biệt từ năm 2000, Mạnh Quỳnh cùng với Phi Nhung song ca nhiều bản tân cổ giao duyên rất được khán thính giả hâm mộ, từng song ca với Hương Lan như Quỳnh, Hương Thủy, Tâm Đoan. Nhưng ăn ý và thành công nhất là với Phi Nhung. Theo giới am hiểu âm nhạc, đôi song ca Mạnh Quỳnh Phi Nhung đã lập ra kỷ lục khủng trong thị trường ca nhạc hải ngoại với tần suất đi show 10 lần mỗi tháng trong những năm 2000-2007. Cặp đôi được khán giả yêu thích nhất cũng là cặp đôi bị khán giả ghép đôi nhiều nhất. Người ta mặc định Mạnh Quỳnh Phi Nhung là tình nhân trên sân khấu nên cũng là tình nhân ngoài đời. Ca sĩ Mạnh Quỳnh, người được giới hâm mộ tôn vinh là ông hoàng nhạc vàng, ca sĩ có ngoại hình trẻ mại không già, đã phải nhiều lần đính chính chỉ là bạn tri kỷ. Có một chuyện ít ai biết, chính Phi Nhung là người mai mối cho Mạnh Quỳnh lập gia đình với Văn Cẩm Diệu. Bạn thân của mình, cô gái Mỹ gốc Việt, làm chuyên gia phân tích tài chính sống ở Mỹ từ nhỏ, thụ hưởng nền văn hóa Mỹ, chỉ thích nhạc Mỹ và cũng không hề biết Mạnh Quỳnh, một ca sĩ gốc Việt đang rất được hâm mộ với bài hát hit Tình nghèo có nhau, được Phi Nhung rủ rê đến nghe thử cho biết. Và mới đây năm 2021, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã rất bàng hoàng đau khổ khi người tình tri kỷ Phi Nhung qua đời vì dịch Covid-19. Giờ đây trên sân khấu chỉ còn mình anh lẻ loi.